Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu đến từ đội Cam. Xin chào các bạn, mình đang ở quận Cam. Đây thằng em. Không biết làm sao mà biết được cái đường này bao xa. Bây giờ chỉ cần qua được cái là đi được rồi. Quay là cố gắng sao cả hai đứa đẩy xe được lên cái dốc này đi. Hello. Tốt đẹp nhất. Một lần nữa thì vợ chồng em cũng xin chúc đội kỳ vĩ của mình sẽ luôn chiến thắng trong cái những chặng đường tiếp theo. Rồi mời. Đi tới đâu không quan trọng, quan trọng là mình đi như thế nào thôi. Dù như nào đi chăng nữa thì mọi người hãy vẫn luôn yên tâm là mối quan hệ của Triệu và Duyên vẫn. We made all our memories here. Felt our joys, shed our tears.